Nam mô Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Tiên Hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin phép Tam Bảo cho con được thọ trì bài kệ phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng Sức Oai Thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy ngay một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người định ích sự không ngăn, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bao tận sẽ sao vào đừng giữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, hăm một ngày luôn miệng danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chị giành quyền độ ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vượt đầu trao, Bồ Đề vô lượng muốn tu hành, mong ra ba cõi cõi tự sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sống viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, giàu độc nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngoại cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trăm hăm một ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thẩm dục nghĩa kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không ăn giấc, cầu muốn học hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc hạng thầy tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều hạng cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy dọc đón đường, ác thần đắc quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trăng, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quán Âm nóng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thật chẳng rồi, rộng tiên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng nghi phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng đều lành, nếu hay đem công hồi pháp rơi, rốt sao thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hoàng sa nhiều nước cõi. Con xin hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này đến cho tất cả các chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nguyện cho các chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức có duyên với Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát Phật tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha 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 ha, Bụt Sắc Mô Đi So Ha.